Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau gặp lại An Yên, cây viết quen thuộc ở trên kênh Sóng. Ngày hôm nay An Yên gửi đến cho quý khán thính giả một câu chuyện có tựa đề Con Khỉ Báo Thù. Quý khán thính giả, nếu như yêu thích những câu chuyện của An Yên thì hãy ủng hộ cho tác giả của chúng ta bằng việc truy cập vào trang Facebook cá nhân của bạn ấy nhé. Đường liên kết của tác giả thì có để trong phần mô tả video. Và cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là toàn thể ekip kênh Sóng Truyện Ma nhé. Thì cảm ơn quý bà con mình rất là nhiều. Ngay bây giờ thì không để cho quý khán thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện Con Khỉ Báo Thù của tác giả An Yên. Tiếng chuông chùa vang lên, âm hưởng ngân nga lan ra màn đêm dịu dợi, nhanh như vết dầu loang trên mặt nước bình lặng. Thời gian khi ấy mới rời vào lúc đầu giờ mão, tức là khoảng 5 giờ sáng. Rời khỏi tháp chuông, chú Tiểu chắp tay đi dội vào chánh điện. Khi vừa qua khoảng sân trải đá, chú Tiểu thấy sư trụ trì đang thong thả đi ra tiền sảnh, nên liền kính cẩn nghiêng mình mà hỏi: Bạch thầy, thầy dậy sớm vậy ạ? Trời còn đang tối lại mờ sương, thầy cẩn thận kẻo đổ bệnh. Đầu đài con thấy sức khỏe của thầy đi xuống nhiều lắm, xin thầy hãy vào chánh điện nghỉ ngơi ạ. Dõi ánh mắt hiền từ nhìn chú Tiểu, sư cụ móm mém đáp: Thiện tâm đây hả con? Thầy không sao, thầy muốn giáng cảnh đầu năm ấy mà. Con vào hậu viện gọi mọi người dậy cho thầy đi. Nay là mùng 1, các tín chủ lên thắp nhang lễ Phật đông lắm đó. Phải chuẩn bị kẻo uống chút lại cập rập. A-di-đà-phật. Chú Tiểu cúi người rồi đi dội lại hướng hậu viện. Còn lại một mình, sư cụ thông thả dậm bước chân. Đầu giờ mão sáng mùng 1 Tết, thời gian lúc này quả thật còn khá sớm. Đứng ở khoảng sân rộng, dõi mắt nhìn xuống mấy ngôi làng dưới chân núi, sư cụ thấy vạn vật vẫn còn chìm đắm trong sương mù. Hơn 2.000 hộ dân của ba ngôi làng dưới chân núi vẫn im ắng không một tiếng động. Trong làng không có lấy một chút ánh sáng nào hắt ra. Sư cụ tiến lại gần một khoảng đất dưới tán cây bồ đề, nhẹ nhàng nhắm mắt rồi hít một bụng khí trời. Từng giác quan như căng ra để cảm nhận cái mật ngọt của cuộc sống. Chợt giọt nước trên lá bồ đề rơi xuống, chút tinh túy của sương sớm chạm nhẹ vào gò má sư cụ, đem theo một cảm giác mát lạnh. Phát nguyện một tiếng nam mô, rồi lặng im theo dòng chảy thời gian. Trong giây phút thiền định ấy, sư cụ có thể nghe thấy tiếng trở mình của gió đùa qua tán bồ đề, tiếng giấy kêu rã rích và cả tiếng chân đi lộc cộc của mấy chú tiểu ở hậu viên. Khẽ khàng mở mắt, sư cụ thấy hàng chục nóc nhà dưới chân núi đã bắt đầu lập lòe đèn đuốc. Nhìn thấy cái chổi tre dưới gốc cây, sư cụ chậm rãi cầm lên, vuốt làn râu trắng đang phất phơ theo gió. Rồi bình thản khua từng tiếng chổi thật nhẹ. Tiếng rạo rạo vang lên theo từng nhịp khua. Sư quét mớ lá về góc sân, rồi vớ lấy ngọn đèn cầy châm một mồi lửa vào đống lá. Tuy dính sương đêm, nhưng rất nhanh mớ lá khô đã cháy rực. Ngọn lửa bập bùng một hồi thì đám lá khi nãy chỉ còn lại mớ tro trên nền đất xám xịt. Sư cụ khẽ buông một tiếng: Mô Phật, mọi thứ rốt cuộc cũng quay về hư vô mà thôi. Cát bụi vẫn sẽ mãi trở thành cát bụi. Tham sân si để rồi cuối cùng cũng hóa thành tàn tro. Gác cái chổi lại vị trí cũ, sư cụ dậm bước tính quay về đại điện để đọc kinh. Nhưng khi rời khỏi gốc bồ đề chưa lâu, sư chợt dừng lại và dõi mắt ra hướng cổng chùa.
Thấp thoáng trong làn sương mờ, có một bóng người tay bưng hộp gỗ, đầu đội mâm lễ, đang đi vội vào bên trong. Ngay lập tức, sư nhận ra người tới là ông Thảo, người trong làng Vũ Văn, ngôi làng nằm xa chùa này nhất. Ông Thảo năm nay ngoài ngũ tuần, sống một thân một mình trong căn nhà truyền thừa từ đời tiền nhân. So với những tín chủ hay đến lễ bái ở trong chùa, sư cụ ấn tượng nhất chính là ông Thảo. Cái ấn tượng ấy chẳng phải vì nét mặt từ tâm của vị tín chủ này, cũng chẳng phải lối ăn nói đường hoàng, càng không phải cách cư xử nhân hậu, mà là niềm thương xót. Bởi lẽ cách đây đúng một năm, chính tay sư cụ đã làm lễ siêu hồn cho vợ con ông Thảo. Một năm trước, vào một đêm lộng gió, bà Thảo cùng người con trai 18 tuổi chèo thuyền sang sông để thăm người bệnh. Chiếc thuyền ra đến giữa dòng thì gặp cơn phong ba. Hai mẹ con bà Thảo chết chìm dưới đáy nước lạnh lẽo. Phải mất 3 ngày sau, hai cái xác kia mới nổi lên, tấp vào một đám lục bình và được người ta vớt về an táng. Chính sư cụ đã đứng ra làm tang lễ. Và hơn thế nữa, vào lúc nửa đêm, sư còn ra tận sông để lập đàn vớt vong. Chuyện ấy diễn ra chưa lâu, thành ra sư cụ vẫn còn nhớ rất rõ. Sư thoáng nghe trong tai tiếng thổn thức năm nào của ông Thảo khi thấy xác vợ con. Sư còn nghe cả tiếng bồm bộp khi đám người làng ném từng đám đất vào trong lòng quyệt mộ. Thậm chí có cả mùi nhang trầm tại bàn cúng vong năm nào như đang thoang thoảng dậy trong gió. Có đám lá rì rào như nỗi lòng đang dậy sống của sư. Giờ đây khi trông thấy sư cụ tiến ra đón mình, ông Thảo mừng ra mặt. Bạch thầy, nhân dịp đầu năm còn có mầm lễ dâng lên chư Phật, cũng như mừng tuổi thầy và các chú tiểu. Kính chúc thầy năm mới an ninh khang thái, mạnh khỏe hơn năm trước. Sư cụ chắp tay xá một xá, mõm mém cười. Mô Phật, nhà chùa xin cảm tạ tấm lòng của ông. Mời ông vào trong đại điện dân hương. Ông Thảo rảo bước theo chân sư cụ vào trong chùa, trở thành trụ trì của chùa này từ năm 42. Đến nay sư cụ đã hơn 80 tuổi. Chừng ấy năm, sư cụ đã chứng kiến hàng ngàn hàng vạn lượt khách đến lễ chùa ngày đầu năm. Thường thì khách đến lễ Phật, ai cũng rầm rì khấn vái, cúi lạy, mà chẳng có gì hơn ngoài việc cầu cho một năm mới thuận lợi, vạn sự như ý, gia cảnh toàn tài, sức khỏe đến nhanh, hay đơn giản là làm ăn tấn tới, tiền bạc hanh thông, có nhà, có của. Nhưng riêng với ông Thảo thì khác. Trên đại điện, ánh hào quang của bổn sư Thích Ca sáng ngời, một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt người. Thật ấm áp, thật an nhiên. Đứng lặng im trong bộ quần áo tối màu, ông Thảo cứ giữ nguyên tư thế đó trước tượng Thích Ca rất là lâu. Mắt ông không hề chớp, cũng chẳng hề quỳ lại khấn vái như những Phật tử thông thường. Sư cụ chợt thấy rất lạ, giữa người tín chủ này và Đức Phật có cuộc trò chuyện không lời nào chăng? Tầm nửa khắc, ông Thảo mới xá ba xá và quay lại sau. Bầu trời lúc vẫn còn chưa sáng lắm. Sư cụ ngỏ ý mời ông Thảo ra một bàn đá, nơi ấm trà nóng đã được pha. Bàn trà nằm gần chánh điện, có mái che rêu phong cổ kính, nghiêng nghiêng như mái đình. Ông Thảo cùng sư cụ ngồi đối diện nhau. Đón lấy chén trà bốc khói nghi ngút, ông Thảo khẽ buông tiếng cảm ơn, rồi nhấp một ngụm. Chất trà chát đắng làm cho đầu lưỡi tê rần, hơi nóng luồn vào chân răng, rồi lan ra khoang miệng và trườn xuống cổ họng. Rất nhanh sau đó, để lại vị ngọt đậm, khiến cho ông Thảo khoan khoái, khà lên một tiếng. Bạch thầy, trà ngon quá. Sư cụ chậm rãi, rót thêm vào chén cho ông Thảo, rồi thủng thẳng đáp. Mô Phật, trà của quan huyện gửi biếu đó ông.
Nói rồi sư cụ cũng nhấc chén trà, kê lên miệng và nhấp một ngụm. Hai người ngồi đối diện nhau, lặng im theo đuổi hai dòng suy nghĩ. Vừa uống vừa ngẫm lại mọi sự đang diễn ra ở trong làng. Có vẻ chỉ còn cửa chùa là nơi khiến cho người ta cảm thấy bình an và nhẹ nhàng nhất. Bạch thầy, con đã suy nghĩ rất lâu về lời của thầy dạy. Hôm nay nhân ngày mùng 1 đầu năm, con sẽ quyết định gác lại cái nghiệp đồ tể. Từ rày về sau, con xin khoát nguyện ăn chay, tránh xa nghiệp giàu thất. Sư cụ mừng ra mặt, rót nhanh cho ông Thảo chén trà, rồi hồ hởi nói: Mô Phật, thí chủ khởi tâm từ bi như vậy đó là quý lắm. Ông Thảo u sầu, dõi mắt ra màn sương, rồi thở dài đáp: Bạch thầy, trước kia con ngu dốt quá, không nghe lời thầy dạy, để tiền tài hư danh che mờ đôi mắt. Sau khi vợ con gặp nạn, đã bao đêm liền con trằn trọc và ngộ ra, phải chăng đó là cái nghiệp mà gia đình con phải gánh vì đã mổ thịt bao nhiêu chúng sanh? Mấy cung kinh kệ mà thầy ban cho con dạo nọ con còn giữ, con mới lấy ra đọc và ngộ ra rất nhiều điều. Sư cụ đưa ánh mắt từ tâm nhìn ông Thảo rồi gật đầu. Đôi mắt sư hiền hòa như đang cùng sẻ chia nỗi lòng với vị tín chủ này. Cả hai người ngồi trò chuyện thêm được một lúc thì ngoài cổng đã lác đác có vài người lên thắp nhang đầu năm. Ông Thảo uống xong ngụm trà rồi chắp tay xá: Bạch thầy, con xin lui, chúc thầy và các chú tiểu đầu năm an lành. Sực nhớ ra việc gì, sư cụ vội cản bước: Mô Phật, mãi đàm đạo quá mặn chút nữa ta quên, thí chủ đợi ta một lát nghe. Nói rồi sư cụ đi vội vào chánh điện, lát sau quay ra với một sợi dây vải màu đỏ. Sư ra hiệu cho ông Thảo giơ cổ tay lên, rồi chính tay sư cột sợi dây đỏ cho ông. Vừa cột, sư vừa nói: Mô Phật, đây là sợi dây bình an, xua đi tà khí và đã được khai quang trị chú. Thì chủ nhớ đem theo bên mình để dẫn rủi xua tan. Ông Thảo cảm thán, nhìn sợi dây đỏ, rồi vái tạ sư, lật đật ra về. Sư cụ ngẩn người nhìn theo và buông một tiếng thở dài. Dường như trong lòng ông Thảo vẫn còn điều gì u uất đến cực đỉnh thì khóe mắt mới ánh lên cách nhìn như vậy. Sư buông một tiếng niệm Phật như bày tỏ nỗi lòng của mình: Mô Phật, vị thí chủ này thật đáng thương. Phàm là cớ gì đi chăng nữa mà cứ mang một nỗi niềm nặng tâm như vậy, cũng không hay. Bất giác sư thấy lạnh run người. Ngày đầu năm đâu có những đợt gió chướng như vậy. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm tâm trí của sư. Sư mơ hồ lúc ở gần ông Thảo cũng cảm nhận được cái lạnh đến u uất này. Sư tiến vào chánh điện, tạm gác lại nỗi mơ hồ trong tâm khảm, quay trở lại với ông Thảo. Khi rời khỏi chùa, ông Thảo bước xuống trăm bậc đá rêu phong dẫn xuống chân núi. Vừa bước khỏi bậc đá cuối cùng, ông chợt rùng mình vì luồng gió lạnh ập đến. Điều lạ ở đây là từ hôm 23 âm lịch đến nay trời nắng như đổ lửa, nhất là khi nửa đêm về sáng không khí hầm hập hơi đất. Vì lý do đó nên khi lên thắp nhang cúng Phật tại chùa ngày đầu năm, ông Thảo chỉ mặc một bộ quần áo dài và khá mỏng, nên bây giờ khi gặp cơn gió lạnh ập đến đột ngột, thân thể gầy còm của ông chợt rung lên. Trên không trung, từng ánh chớp lập lòe, tiếng sấm động vang lên đinh tai. Sau đó không lâu, những giọt mưa đầu tiên đã rơi xuống mặt đất. Nghe sức gió và nhìn nền trời, ông Thảo đoán chừng cơn mưa này ắt hẳn sẽ rất lớn.
Gió càng lúc càng dần vũ mạnh bạo hơn, sấm đã bắt đầu dày đặc. Với một người mới khỏi bệnh như ông, dính cơn mưa lớn thì bệnh trở lại là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy nhân lúc cơn mưa còn chưa nặng hạt, ông Thảo vội rảo bước đi nhanh hơn. Tiếng sét rạch ngang bầu trời, xé toạc không gian thâm u. Mưa rào rào rơi xuống như trút nước. Ông Thảo biết chắc chắn không thể về làng dưới màn mưa mỗi lúc một lớn được. Cũng may chợt thoáng thấy một ngôi miếu bên vệ đường, ông bèn nhanh chân chạy vào núp dưới mái cổng, đứng nép mình dưới mái miếu rêu phong, rồi co ro đứng nhìn màn mưa dày đặc. Là người dân lớn lên ở trong vùng này, ông Thảo chẳng lạ gì gốc gác ngôi miếu, bởi đây là miếu thờ âm. Nghe mấy bậc cao niên kể lại là thờ vong ba mẹ con người ăn mày. Dù ngôi miếu rộng lớn đã bỏ hoang khá lâu, nhưng đã có thời nó là chốn nương tựa tâm linh của người dân vùng này. Dẫu vậy, ông Thảo chưa bao giờ đặt chân vào đây, vì ngôi miếu này nằm dưới một tán cây si cổ thụ, cành lá um tùm, dù ngày hay đêm đều toát ra vẻ âm u rần rần. Ông Thảo đứng lùi vào trong vì cơn mưa hắt mạnh. Cái lạnh len vào thân thể làm ông rùng mình khục khịch hắt hơi vài tiếng. Dõi mắt nhìn vào trong, thoáng nhìn khung cảnh dọc khuôn viên ngôi miếu. Núp sau những tán cây bạch đàn đổ nghiêng ngả, những cây xoài tùm, là một ngôi miếu với đôi chỗ mái ngói đã sụp đổ. Khung cảnh hiện rõ một vẻ quan tàn đổ nát dưới ánh chớp soi rọi. Giữa sân gạch rêu mốc trơn trượt là cây hương nhỏ, lâu lắm không có người hương khói. Cây hương này được tạc bằng đá xanh, đang phơi mình trong gió. Đám cỏ dại mọc tùm quanh đây, cao gần đến chỗ để đèn cây. Khoảng sân bên trong ngập trong cỏ dại cùng lá úa rụng đầy, và sau cùng là ngôi miếu hoang tàn lạnh lẽo rêu phong. Theo dòng tâm tưởng của ông Thảo, ông nhớ đến lần được nghe các cụ cao niên trong vùng kể lại. Hơn một năm trước, tổng quán văn này gặp nạn hạn hán kéo dài tới 4 tháng, khiến cho đất nước nẻ, đồng ruộng khô cằn, sông ngòi cạn trơ, kéo theo tình trạng chết đói diễn ra khắp vùng quê nghèo. Năm đó có ba mẹ con ăn mày lang thang đến đây xin ăn. Dân làng dạo đó cũng đói thắt ruột, nên ba mẹ con ăn mày chẳng xin được gì. Bụng đói cồn cào, nên cậu con trai út của bà ăn mày trèo lên cây sung lớn ngã ra bờ ao để hái sung ăn. Tuy nhiên chưa hái được gì thì cậu bé trượt chân ngã xuống ao. Người anh thấy vậy liền nhảy xuống ao cứu em. Tuy nhiên do ao sâu nên hai anh em dần dần chìm nghỉm xuống nước. Người mẹ dù đói lả không nhấc nổi chân, nhưng thấy hai con chìm dưới dòng nước liền gắng sức nhảy xuống. Rốt cuộc cả ba mẹ con đã chết đuối luôn dưới ao. Xác chết đến 3 ngày sau mới nổi lên, da dẻ cả ba trắng bệch, và đặc biệt là ba cái xác ôm lấy nhau chật cứng, không cách nào gỡ ra được. Người dân trong vùng thương xót nên khi vớt ba mẹ con lên, họ bó chiếu chôn cất cẩn thận ngay cạnh bờ ao. Năm đói trôi qua, người dân trong làng may mắn ít người phải chết đói. Nghĩ rằng do ba mẹ con ăn mày phù hộ, dân làng mới không chết đói, cho nên đã dựng một ngôi miếu nhỏ để mà thờ. Sau cùng khi dân làng ăn nên làm ra, đã khởi tâm xây dựng ngôi miếu rất lớn. Miếu to ngang ngôi nhà năm gian của cụ Chánh, mái ngói đỏ tươi, cột kèo gỗ lim sáng bóng. Dân làng coi ngôi miếu là điểm tựa tâm linh, hệt như ngôi chùa cổ trên núi mà ngày đêm nhang khói cho ba vong hồn chết oan đó. Yên ổn được thêm một năm thì làng này lại gặp họa. Chẳng hiểu tại sao con gái trong làng đến tuổi cập kê thì lại thi nhau ra miếu thắt cổ tự tử. 8 cái chết liên tiếp làm cho dân làng đã dấy lên một nỗi hoang mang vô hình. Người ta bàn nhau mời một ông thầy cúng ra miếu để làm lễ giải. Nhưng mới khấn được chừng nửa bài văn thì thầy cúng học máu mà chết. Một cảm giác khiếp sợ nhanh chóng lan ra khắp làng,
Tin đồn giang xa tới mấy ngôi làng gần đó và đến tai cụ Cử. Cụ vốn là một thầy cúng đã gắt kiếm từ lâu. Do thấy dân bên làng này chết lắm quá, cụ mới cùng người cháu họ qua xem xét rồi phán. Ba mẹ con ăn mày này đó, oán hận rất là nặng. Tại lúc họ sải chân xuống ao, thì có người con gái trong làng đi qua. Nhưng mà dù có kêu gào cầu cứu đó, thì người con gái kia vẫn cứ đứng trơ mắt mà nhìn. Bởi vậy ba mẹ con họ mới mang oán hận tới cỡ này. Đã vậy mà trong làng còn xây cái miếu thờ họ nữa, thì đúng là oán nghiệp mà. Đài đã có 8 cái chết rồi. Nếu mà không đập miếu đi đó, thì sẽ còn có người chết nữa. Lời cụ Cử nói ra khiến ai nấy đều xanh mặt. Nhưng nói đập miếu thì chẳng ai dám đảm nhận. Rồi cũng không hiểu vì lý do gì mà ngôi miếu ấy cho tới bây giờ vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ là bị bỏ hoang, không có người nhang khói mà thôi. Tiếng sét tiếp theo đánh xuống, kéo ông Thảo thoát khỏi dòng tâm tưởng. Tiếng sấm động quá lớn, cộng thêm việc đang đứng trú mưa tại cổng ngôi miếu, làm cho ông Thảo có phần hoảng hốt. Thầm nghĩ nên tiến sâu vào trong miếu cho an toàn, bởi do cổng miếu nằm dưới gốc cây si cổ thụ, lỡ chẳng may sét đánh trúng thì nguy to. Chạy vội qua khoảng sân rậm rạp cỏ dại, ông Thảo lao lên hàng hiên đứng. Cơn mưa làm cho áo ông ướt đẫm, cái lạnh lẽo theo đó ngấm dần vào da thịt. Đưa mắt nhìn vào trong gian thờ âm, ông sững sờ vì quy mô miếu thờ lớn hơn so với trí tưởng tượng của ông. Gian điện thờ này đã tiêu điều quá độ, trên mái ngói rêu xanh phủ kín thủng lỗ chỗ như tổ ong. Cánh cửa rách nát dẫn vào trong căn nhà đã tróc hết sơn, nửa khép nửa hở. Một làn gió lạnh thổi thốc từ ngoài cổng vào, làm cho ông Thảo khẽ rùng mình. Tiếng kẹo kẹt của cánh cửa cộng với không gian âm u của ngôi miếu càng làm khung cảnh trở nên quái dị. Vốn là người tính tâm, ông Thảo chắp tay cầu khấn điều gì đó, đại loại là xin phép những người khuất mặt cho trú thân nhờ. Sau đó ông mạnh dạn tiến thẳng vào trong, đứng co ro đợi cơn mưa tạnh. Hòa lẫn trong tiếng gió mưa thét gào, ông Thảo chợt giật mình khi nghe âm thanh rất lạ. Giỏng tai nghe thật kỹ, song vẫn không thể đoán ra tiếng kêu ấy là của giống loài gì. Nỗi tò mò dâng lên trong tâm khảm, ông Thảo vội vã bước ra khỏi miếu, men theo hàng hiên rồi tiến ra hậu viên để xem xét. Và điều đó càng làm ông nổi gai ốc dọc sống lưng, bởi cảnh tượng trước mắt quá sức quái đản. Một con trăng lớn, thân to bằng bắp đùi, da móc xanh móc đỏ, đang siết chặt một con khỉ. Con trăng đang nhe nanh lè lưỡi, định nuốt sống con khỉ lông vàng. Thật tội nghiệp chú khỉ, cố gắng giãy giụa hòng thoát thân, nhưng hoàn toàn bất lực. Cổ họng nó gào lên tiếng kêu như giọng bà già bị hen suyễn. Thấy cảnh này, ông Thảo không khỏi bủng rủng chân tay, sực nhớ đến việc mẹ vợ mình cũng từng bị trăng siết cho tới chết. Cơn điên tiết của ông dâng lên lấn át nỗi sợ. Sẵn thấy một thanh củi gần đó, ông bèn nhanh chóng cầm lên rồi lao đến nhắm đầu con trăng mà đập mạnh. Con trăng vì mãi mê để ý đến con mồi nên không nhận ra cú đập tử thần đang giáng xuống. May mắn cho nó, khúc củi đã mục năm phần, thành thử sau cú giáng trúng đầu thì một tiếng rắc vang lên, khúc củi gãy đôi, tuy nhiên vẫn làm con trăng đau điếng. Dội buông con khỉ ra, con trăng quay qua tấn công ông Thảo, nhưng ông đã kịp thời nhào xuống đất né được, tiện tay chụp thêm được một cục đá. Ông nghiến răng và nhắm vào đầu con trăng mà ném mạnh. Hòn đá trúng đầu làm con trăng càng điên tiết hơn, nó quyết tâm phải giết cho kỳ được kẻ cản mũi này.
chợt một luồng sáng đánh xuống, kèm theo đó là tiếng nổ đinh tai, khiến cho ông Thảo mất tập trung. Nhanh như cắt, con trăng cong người phóng tới, cắn chặt vào bắp chân của ông. Ông Thảo ngã ngửa ra nền đất và kêu thét lên một tiếng sợ hãi. Ngay lúc đó, chợt có một bóng đen nhảy vào. Đó là con khỉ lông vàng lúc nãy. Nó há miệng để lộ phần cổ họng đỏ lè và bốn cái răng nanh nhọn quắc, rồi cắn bập vào cổ con trăng. Cú cắn mạnh làm cho con trăng quằn mình, nhả bắp chân ông Thảo ra. Rồi nó quật mình cuốn chặt lấy thân con khỉ một lần nữa. Chỉ bằng một cú siết mạnh, nó đã làm cho con khỉ gãy đôi xương sống. Tuy vậy, nhưng miệng con khỉ vẫn cắn chặt vào cổ con trăng như không muốn rời. Chớp lấy cơ hội ngàn vàng, ông Thảo chụp lấy cục đá sắc nhọn rồi nhào tới nhắm đầu con trăng đập mạnh. Ba cú đập cực lực giáng xuống làm máu me bắn ra tung tóe. Con trăng ác độc chỉ quằn quại được một lúc rồi mềm nhũn ra và bất động. Để chắc ăn hơn, ông Thảo tiếp tục đập đến khi cái đầu con trăng nát bét như tương cà thì mới chịu buông cục đá ra. Mặc cho máu ở bắp chân chảy ròng ròng, ông Thảo liền cố sức gỡ mõm con khỉ ra khỏi cổ con trăng và ôm chặt nó vào lòng. Nhìn thân mình con khỉ ướt sũng, bê bết đất cát, tứ chi mềm nhũn, buông lỏng vì kiệt sức. Hai mắt con khỉ nhắm nghiền, ông Thảo đoán chừng 10 phần con khỉ này đã hết cách cứu. Nhưng vì nó là kẻ ơn nên ông mặc kệ dòng tố, ôm về nhà để nhờ thầy lang chữa trị. Và phép màu cũng đến. Con khỉ ấy sau một thời gian chạy chữa thì nó dần hồi phục sức lực. Tuy nhiên dù giữ được tính mạng, nhưng hai chân sau của nó bị liệt hoàn toàn và chỉ có thể lết được bằng hai tay trước. Thấy con khỉ tội nghiệp, ông Thảo giữ nó và nuôi luôn, gọi nó là con vàng. Khỉ lông vàng từ đó ở với ông Thảo. Dù bị liệt hai chân, nhưng nó di chuyển rất nhanh nhờ đôi tay vạm vỡ. Hàng ngày nó quanh quẩn trong nhà và vườn sau. Nhưng hễ ông Thảo có việc rời nhà là nó liền lén đi chơi. Khỉ vàng này tinh nghịch và có tính ăn cắp vặt. Thứ mà nó hay trộm cắp nhất là trứng gà và chuối chín. Có lần ông Thảo phải la rầy vì phát hiện nó trộm nguyên buồng chuối chín và giấu ở sau đống rơm. Mỗi lần bị chủ mắng là khỉ vàng đều tiêu nghỉu cụp đuôi, điệu bộ hối lỗi. Nhưng được hai ba bữa thì tính ăn cắp vặt lại nổi lên. Cũng may chưa có ai qua nhà mắng vốn, bởi vì con khỉ này trộm cắp rất tài tình. Chủ nhà cất công thất canh cỡ nào, nó cũng trộm được. Điều làm ông Thảo thấy mừng, đó là con khỉ tinh khôn, rất hiểu ý và quấn chủ. Thêm việc nó cũng dễ nuôi, ông Thảo cho gì nó cũng hỏng từ. Đã vậy, con khỉ này coi nhà rất giỏi, vì vậy càng làm cho ông Thảo thương yêu nó nhiều hơn. Ở với ông được một năm rưỡi, con khỉ lông vàng quấn ông như hình với bóng. Vậy mà đùng một ngày, khi ông Thảo lên chùa về, đã không thấy tăm hơi nó đâu. Ngày thường hễ nghe tiếng chân ông là nó đã lết ra nhanh như gió. Nay về thấy cửa đóng then cài, trong nhà trong bếp im bặt. Ông chợt cảm thấy lạ và không khỏi có chút trống vắng trong lòng. Nhưng ông chỉ nghĩ đơn giản là con vàng ham chơi ở đâu chưa về, nên vào nhà và nằm xuống để giãn gân cốt sau một quãng đường dài. Cơn gió mát từ sau vườn xộc về, đem theo hương hoa thơm ngát, rất nhanh ru dỗ ông Thảo vào giấc ngủ. Mãi đến trời tối, ông mới tỉnh giấc, ngồi dậy vươn vai ngáp dài, rồi lên tiếng gọi theo thói quen. Vàng ơi, con đâu rồi? Vàng ơi! Đáp lại lời ông là không gian im ắng cùng bóng tối mù mờ phủ kín khoảng vườn trước nhà. Ông Thảo thấy lạ nên rời giường đi kiểm tra. Bởi mọi ngày dù có ham chơi đến mấy thì con vàng cũng về nhà rất sớm và đòi ăn. Vậy mà hôm nay thời gian án chừng đã qua giờ dậu mà vẫn không thấy tăm hơi nó đâu.
Ông Thảo bắt đầu cảm thấy lo. Kiểm tra hết bếp núc, nhà ngang, rồi vườn sau, cũng chẳng thấy nó đâu cả. Ông sốt sắng qua mấy nhà hàng xóm hỏi thăm, nhưng chẳng ai thấy bóng dáng của nó đâu cả. Thất thểu trở về nhà, ông ngồi trước hàng hiên, dõi mắt ra ngoài khoảng sân đang ngập trong sắc trăng vàng. Được một chút, cảm thấy nóng ruột, ông lại đốt đuốc đi tìm. Ngay cả cái miếu thờ âm nơi lần đầu gặp nó, ông cũng không bỏ sót. Vậy mà chẳng thấy tăm hơi con khỉ đâu. Một ngày, hai ngày, rồi một tháng trôi qua. Ông Thảo ngày nào cũng mong ngóng con khỉ tinh khôn ấy về. Bẵng đi nửa năm sau, ngay lúc ông buông bỏ niềm tin và thôi chờ đợi, thì con vàng ở đâu lù lù mò về. Lúc ấy ông Thảo đang ngồi ăn cơm, thấy con khỉ lông vàng lết về đến sân, ông sốt sắng chạy ra. Và điều làm ông bất ngờ nhất, đó là con vàng nó chữa lùm lùm. Thấy chủ mình, con vàng trỏ tay vào bụng, rồi lại vỗ hai bàn tay bồm bộp, cùng nụ cười khoái trá. Ông Thảo mừng rơi nước mắt, vừa xoa đầu nó vừa trách. Tiên sư nhà mày, bỏ đi đâu cả nửa năm nay làm ông ngóng mãi à? Thấy có chữa hả? Cứ đẻ đi, ông nuôi hết. Như biết mình có lỗi, con vàng vòng tay ôm lấy chủ, cả cái má lông lá vào vai ông. Ông Thảo cả mừng, hối con khỉ vào nhà, rồi chặt ngay nải chuối chín đem vào cho nó ăn. Đêm đó con khỉ lông vàng nằm ổ và hạ sinh được một con khỉ con. Điều làm cho ông thấy lạ nhất, đó là con khỉ con này nó cục đuôi, chân tay dài hơn đám khỉ sơ sinh bình thường, và toàn thân phủ một lớp lông đen xì như gỗ mun. Nhưng có lẽ điểm ấn tượng nhất với ông là đôi đồng tử của con khỉ con ánh lên sắc đỏ rực như màu máu. Ông Thảo vui mừng ra mặt và chăm sóc hai mẹ con khỉ lông vàng. Con khỉ con ông đặt tên là Cục. Suốt một năm ròng ở với ông Thảo, con Cục ăn như hạm. Khác xa với mẹ mình, con khỉ này không chừa thứ gì. Từ củ sắn, rễ khoai, cá mú, thịt thà, thậm chí cơm nguội, bắp luộc, nó cũng chơi ráo trọi. Ăn tham như vậy mà thân thể nó ốm nhách cỡ bằng bắp tay của ông. So với đám khỉ thông thường, cỡ một năm tuổi phải nặng ít nhất 2,5 kg đến 3 kg. Vậy mà con Cục nặng chưa tới 9 lạng. Nhỏ bé loắt choắt, nhưng con Cục nhanh đáo để. Được truyền thừa cái tính cách của mẹ mình, con Cục này cực kỳ quấn ông, đi đâu cũng bám trên vai đòi theo. Có đám trong làng thấy con Cục tinh khôn quá nên có ý hỏi mua. Ngặt nổi, ông Thảo chẳng thiếu gì tiền bạc. Thêm việc ông coi mẹ con Cục như người thân của mình, nên tiền bạc mà đám kia đem ra có nhiều cỡ nào ông cũng lắc đầu từ chối. Võ nhà ai hoài nhà nấy chẳng sai. Con Cục có tính ăn cắp giặt hệt như mẹ của mình. Nhưng con khỉ con xảo quyệt này không trộm những thứ vặt vãnh như trứng gà hay chuối chín, mà lại trộm vàng. Bằng thân hình nhỏ thó và cử động linh hoạt, mỗi đêm chờ cho chủ mình ngủ say, hai mẹ con Cục bảo nhau trốn đi trộm cắp. Trong khi địa điểm ưa thích mà con vàng nhắm đến là cái vườn chuối rộng 5 sào đất của gia đình cụ Chánh, thì nơi mà con Cục mò đến lại là nơi của những kẻ lắm của thừa tiện trong làng sinh sống. Bằng thân hình nhỏ nhắn của mình, con Cục dễ dàng qua mặt đám chó canh, nhẹ nhàng đột nhập vào nhà qua lỗ thông gió. Nó bò trên xà nhà, đôi đồng tử màu đỏ rực sáng quắc trong đêm. Chỉ qua vài lần đánh giá, nó đã lần mò vào trong buồng ngủ, khẽ khàng đánh cắp chìa khóa. Con Cục chỉ mất mấy giây đã mở được cái khóa đồng. Sau đó gia chủ chỉ biết khóc ròng vì tiền mất như một cánh bay đi. Trộm được tiền vàng rồi, con Cục không tha về cho chủ mà thường tìm đến những nhà nghèo khó ở trong làng. Nhưng lúc chủ nhà ngủ say, nó ném thẳng túi tiền vào người ta rồi chạy mất dạng. Những người ấy khi tỉnh ngủ thấy tiền dung dãi trên giường
thì không khỏi kinh sợ. Nhưng mà Thiết nghĩ tiền do trời Phật ban, nên ai cũng nín lặng, không dám hé răng dù chỉ nửa câu. Dòng đời đang êm ả trôi, bà chủ tớ nhà ông Thạo đang sống những ngày bình an, thì biến cố ập đến. Biến cố này giáng một cú rất mạnh, làm cho ông Thạo tưởng chừng như gục ngã. Kèm theo đó là cơn mưa máu gió tanh, ám ảnh cả dân làng Văn Vũ. Biến cố đó bắt nguồn từ một tay bá hộ độc ác ở trong làng, đó là Lão Quyền. Giống như đại đa số đám cựu ngạo ác bá trong làng, lão bá hộ Quyền này tiền bạc vô số kể, ruộng đồng không sao mà tính hết được. Ngặt nổi, lão bị dân làng ghét ra mặt vì thói kỳ bo, hống hách và trịch thượng. Cùng là kẻ lắm của thừa tiền, song khác xa với Lão Quyền, ông Thạo lại được dân làng trọng vọng hơn, dù chẳng đảm trách chức vụ nào trong làng cả. 30 năm hành nghề giết mổ heo, tiền bạc trong nhà chẳng hề ít hơn ai. Nhưng mà sau biến cố tăng tốc năm ấy, ông Thạo đem một nửa gia sản cúng dường cho chùa, nhờ sư cụ đem chia cho dân nghèo trong ba làng. Số tiền còn lại, ông hay đem ra giúp người cô thế. Quả thực, miếng cơm manh áo thì ông Thạo chưa bao giờ phải bận tâm, dù gia cảnh có chút sa sút so với dạo còn hành nghề đồ tể. Nhưng giúp được người, ông lại thấy lòng dạ rất thanh thản. Những việc nhân đức ông Thạo khởi tâm làm, ngoài sự thúc đẩy tự nhiên do bản tính trời sinh, ông còn muốn thực hiện để phần nào trả nợ cho bản thân, trả cái nợ do những nghiệp chướng mà ông đã gây ra khi theo nghiệp đồ tể dạo trước. Sau những lần đàm đạo với sư cụ, ông Thạo có một niềm tin mãnh liệt rằng làm lành thì hưởng phước, gieo gió thì ắt có ngày gặt bão. Cho nên ông chẳng nề hà mỗi khi có ai đó gõ cửa nhờ vả. Chính vì điều đó làm cho dân làng rất mến ông. Có miếng thơm miếng thảo nào cũng tìm ông để phân chia. Điều bình thường ấy vô hình chung biến ông Thạo thành cái gai trong mắt, cái dầm trong tay của đám ác bá, và Lão Quyền là một trong số đó. Nguồn cơn dẫn đến bi kịch bắt đầu từ đêm hôm đó. Đó là một đêm âm u tối trời, nhằm ngày 12 âm lịch. Bên trong gian buồng lập lòe ánh đèn cầy, Lão Quyền đang giỏng tai nghe. Ở sát lão, trên chiếc giường gỗ đắt đỏ trải lớp nhung thượng hạng, mẹ lão đang nằm rên rỉ đau đớn. Đứng ngay cạnh đầu giường, tay thầy cúng mặt quắt tay dời đang rì rầm nói: "Hướng chính diện nhà ông á, có một hung thần, cũng chính nó làm cho mệnh chủ là bà cụ thân sinh đau bệnh liên miên. Chẳng những vậy đó, nếu hung thần này càng mạnh khỏe bao nhiêu đó, thì sức lực của bà càng yếu dần." Lão Quyền thẳng thốt ra mặt, cập rập chắp tay hỏi: "Ừ thưa thầy, thứ cho tôi ngu muội, xin thầy hãy chỉ cho tôi tỏ tường hơn." Tay thầy cúng xe xe hàng râu con kiến, trầm ngâm mấy giây rồi đáp: "Bà cụ nhà ông á là tuổi tỵ, trước nhà lại có hung thần là một con khỉ đó, thành ra hai vía này nó ác nhau. Vậy không phải kỵ nhau nữa là cái gì? Ta đã gieo quẻ ba lần và đều thấy bệnh tật của bà cụ đó từ vía dữ mà con khỉ kia gây ra. Nó là con khỉ lông vàng, sống trên 3 năm, cho nên nó có yêu tính." Lão Quyền ồ lên rồi gật đầu như vỡ lẽ. Suy đi tính lại, lão chỉ thấy đối diện nhà mình là nhà ông Thạo có nuôi 2 con khỉ. Xét về màu lông thì chỉ có con khỉ lớn là toàn thân phủ một lớp lông vàng ống. Lão Quyền nhớ rõ con khỉ này, dù không bao giờ đặt chân qua nhà ông Thạo. Bởi có lần lão đi đêm về, thấy nó ngồi trên hàng rào, sẵn hậm hực với ông Thạo, lại thấy con khỉ nó ngứa mắt. Lão dùng cái ba toan tính quật cho nó một trận bỏ ghét, vậy mà nó tránh được. Đã vậy còn lượm đá chọi làm cho lão u đầu. Vậy nên chỉ nghe tai thầy cúng nói sơ qua, lão đã hận, lại càng thêm hận con khỉ này.
Bần thần ra mặt mấy giây, lão hỏi tiếp. Thưa thầy, vậy bây giờ tôi phải làm sao? Tài thầy cúng chép miệng nói. Cũng đơn giản thôi. Ông cứ đi qua bên nhà đó, hỏi một con khỉ này rồi đem về nhốt lại. Sau đó cho bà cụ nhà ông ăn ốc nó lúc mà nó còn sống đó. Có như vậy thì bao nhiêu bệnh tật cũng tiêu tan. Nhưng mà xét ra cách này ác độc và tổn âm đức lắm đó, nên tôi không có làm. Gian toàn nhất là nhà ông nên xua đuổi nó đi nơi khác đi, thì có thể bệnh tật của bà cụ cũng tự tiêu tan. Ngược lại vài giây, tay thầy cúng dặn thêm trước khi nhận ba quan tiền và cáo lui. Còn nếu như mà ông quyết tâm làm theo cách đó đó, thì phải nhớ, sau khi mà ăn ốc nó xong đó, phải đem cái xác nó dục xuống ao, và phải dục đúng cái nơi đúng chỗ à nha. Chứ không thôi âm khí của nó còn lấn quấn, bệnh tình của bà cụ sẽ lâu khỏi hơn đó. Liền xuống ao nào cũng được hả thầy? Sao nhà tôi có cái ao tù, hay là thảy xuống đó luôn cho tiện được không? Ê không được, phải bỏ ra cái ao ở gần đình làng đó. Cái ao đó là mắt rồng, nên phải bỏ nó vô đó mới được. Vậy ông nhớ cho kỹ, việc bỏ xác nó cũng phải làm trong bí mật. Khi bà đem xác đi phải đi một mạch, tuyệt đối không được quay đầu lại, dù có nghe ai gọi đi chăng nữa, có biết chưa? Bởi nếu quay lại thì vong con tà này sẽ tìm được đường về để báo oán đó. Thôi chào ông à, tôi xin kiếu. Tài thầy cúng đi rồi, lão Quyền có miên man suy nghĩ. Lão đổ tại con khỉ quái thai gây ra nghiệp chướng cho gia đình lão. Nhưng dù không thân thiết ra mặt, cả năm có khi chẳng qua lại nhà nhau, nhưng có một điều lão chắc chắn, đó là ông Thảo sống chết cũng không bán con khỉ này. Nhưng như tài thầy cúng đã phán, nếu đuổi nó đi nơi khác thì điềm rủi tất tiêu tan. Và tốt hơn là nếu lấy được ốc nó cho mẹ của lão ăn thì bệnh tật cũng bay sạch. Bần thần được một lúc, lão đã nảy ra một ác tâm. Lão Quyền tiến ra hàng hiên, đứng chống nạnh mà gọi. Bán, thằng Bán đâu? Lên tàu biểu. Bản là gia nô lâu năm nhất trong gia đình lão Quyền. Năm nay ngoài tam tuần, thân thể cường tráng và thông thạo mấy món võ gia truyền. Vì vậy lão Quyền mới giao nhiệm vụ canh cổng đêm tối và theo lão đi áp tải tiền bạc trong mỗi chuyến đánh hàng xa. Giống như tính của chủ mình, bản là một tay nhẫn tâm và rất khách dịch. Đã không ít lần bản thay mặt chủ làm những việc thương thiên hại lý mà không ghê tay. Nghe tiếng chủ gọi, bản nhanh chóng chạy lại. Hai chủ tớ rì rầm bàn bạc điều gì mà không ai hay. Chỉ thấy tên gia nô gật đầu như bổ củi. Bàn tính với nhau xong, lão Bá Quyền xua tay cho gã lui đi. Còn phần mình, lão đảo chân vào trong buồng để túc trực bên mẹ lão, cũng như thưa chuyện về việc ăn ốc khỉ. Giờ tí canh ba đêm hôm đó, ngay khi ánh đèn dầu trong nhà ông Thảo tắt chưa lâu, hai con khỉ trong nhà ông lại theo bổn cũ soạn lại, đó là chia nhau đi ăn cắp. Nhưng đêm nay tại vườn chuối nhà ông Chánh có hai bóng người đã phục sẵn chờ con Vàng. Con Vàng lết thân đến vườn chuối, đôi đồng tử mở căng ngó giáo giác cảnh giới. Sau khi thấy vườn chuối im ắng, con Vàng khoái chí vỗ tay đồm đốp rồi bắt đầu thói ăn cắp. Chợt nó giật mình khi thấy một trái chuối nằm lăn lóc trên nền đất. Nó nhào đến chụp lấy rồi lột vỏ nhai nhóp nhép. Còn chưa kịp nuốt xong, con Vàng lại giật mình khi thấy xa xa có một trái chuối khác cũng nằm ở nền cỏ. Nó ngây ngô nhào lại rồi hí hửng lột ra ăn tiếp. Và lần thứ ba nó cũng vậy. Có điều lần thứ ba này, khi chưa kịp đưa tay nhón lấy trái chuối thì nó chợt thấy đầu óc quay cuồng, hai chi trước bủng rủng rồi ngã nhào xuống.
Cùng lúc đó ở sau bụi cây, hai bóng người mặc đồ tối màu lù lù đi lại. Hai bóng người ấy chẳng phải ai khác mà chính là lão bá hộ quyền và thằng gia nô tên Bản. Thấy con vàng nằm lăn quay ở nền cỏ, thằng Bản giơ chân đạp lên người con vàng rồi nó lẩm bẩm: "Mẹ tiên sư nó, mấy trái chuối con tẩm liều thuốc cực mạnh, vậy mà ăn tới trái thứ hai nó mới chịu mê man. Cái giống quái thai này đúng là ly thiệt đó ông ơi." Lão bá quyền cầm cây gậy ba ton chọt chọt vào thân con vàng. Thấy nó nằm im không cục cửa, lão yên tâm rồi thúc giục: "Mày còn đứng đó làm gì? Đem nó về cho tao nhanh lên. Lấy cây dây thần trói tay chân nó lại, đề phòng nó tỉnh dậy là hư chuyện đó." Bản vội vàng làm theo lời chủ. Vậy là trong chốc lát, tứ chi của con vàng bị trói nghiến. Hai chủ tớ lão quyền thọc cây luồn rồi khiêng con vàng về nhà ngay trong đêm. Nửa khắc sau, ở trong gian buồng vắng, tiếng lão quyền cất lên rì rầm: "Mẹ ơi, mẹ dậy ăn miếng ốc khỉ đi. Thầy cũng nói chỉ cần mẹ ăn xong đó là bệnh tật tiêu tan hả?" Quẩy quẩy chống tay để con trai mình dìu dậy, mụ thủ quắt mắt nhìn ra bàn gỗ rồi hỏi lại bằng cái giọng hồi hộp: "Bắt được nó rồi hả?" Lão quyền vừa đỡ mẹ mình vừa lễ phép đáp: "Dạ thưa mẹ, mới bẫy được con huyệt xúc này xong. Chính nó là thủ phạm gây ra bệnh tật cho mẹ đó." Mụ thủ bấu tay con trai rồi lết ra bàn. Mụ ta năm nay ngoài 70, đợt nọ nổi tiếng là một mụ bá cai nghiệt, về làm dâu dòng họ Vũ, làm vợ ông bá Hành từ năm 18. Mụ hạ sinh cho chồng độc nhất một người con. Sau đó ông bá chết sau một cơn bạo bệnh kéo dài 2 tháng. Song thân phụ mẫu nhà chồng đã mất, cộng thêm việc ông bá Hành chẳng có anh em, thành ra quyền hành trong nhà đều vào tay vợ ông là mụ thủ. Ngay từ lúc tiếp quản cơ ngơi này, mụ thủ đã có tiếng là người đàn bà cai nghiệt. Cái thói cai nghiệt tới mức đồ độc ác của mụ thể hiện qua những hành vi diễn ra từng ngày. Chẳng những gia nô trong nhà mà ngay cả hàng xóm láng giềng cũng thấy, bởi nó diễn ra thường xuyên. Mụ chẳng những không thấy đó là một khuyết điểm, mà trái lại mụ luôn tự hào, cho rằng mình oai nghiêm và có uy quyền. Với kẻ ăn người ở trong nhà, mụ nhẫn tâm thì đã đành. Vậy mà khốn nạn thay, ngay cả với họ hàng nhà chồng, mụ cũng coi như người dân nước lã, sò đò tính toán từng đồng, không để lộ chút tình cảm riêng tư nào. Mấy chục năm cai quản cơ ngơi này, mụ có rất nhiều thủ đoạn nhẫn tâm. Ngoài việc cho vay nặng lãi bạc mười, mụ còn trăm phương ngàn kế bóc lột người làng. Chẳng thế, cờ ngời của nhà chồng làm cho phình to gấp 5, gấp 10. Trong nhà này, lời của mụ là lời nói có trọng lượng nhất. Và cái ác tâm đến độ thất đức đó được con trai mụ là lão bá quyền thừa kế trọn vẹn. Quay trở lại bữa tiệc máu, trên cái bàn thấp có đặt một lồng gỗ khá to. Trong lồng gỗ ấy là con vàng đang ngồi xếp bằng và liệm đi vì bị đánh thuốc. Trên nắp lồng có một lỗ tròn đường kính bằng nửa gang tay, vừa đủ để cái đầu con vàng chui qua. Cạnh cái lồng gỗ là một cái mâm. Trên mâm có một cái búa sắt, một con dao bổ cao nhỏ nhưng sắc lẹm, hai cái muỗng bằng vàng ròng và một cái chén sứ. Hai mẹ con mụ thủ ngồi xuống quanh cái hộp. Lão quyền cầm lấy cái búa rồi lên tiếng: "Mẹ ngồi đây để con chẻ ốc nó ra. Chỉ cần mẹ ăn hết là khỏe mạnh liền hả?" Nhưng mụ thủ này ác tính còn hơn con trai mình. Dù đã ngoài 70 nhưng vẫn giữ nguyên bản tính tàn độc, không từ nan. Mụ nhìn con vàng đang liệm đi trong lòng,
đầu thò lên với đôi mắt nhắm nghiền. Mụ cười lên khùng khục rồi nói: Mày để đó cho mẹ đi. Con súc sinh này, nó dám gây họa cho tao thì phải để tao giết nó chứ. Có như vậy đó mày vừa lòng hả dạ cái nỗi đau bị hành hạ bấy lâu nay. Lão Ba Quyền kính cẩn đưa cái búa lên cho mẹ mình. Mụ thủ hồi nãy còn mệt rũ người, vậy mà giờ nay cơn ác tính nổi lên như truyền thêm cho mụ bao nhiêu sức lực. Một tay mụ cầm búa, qua ánh đèn dầu lập lòe, đôi mắt mụ sáng quắc như loài lan sói. Mụ chậm chậm đưa cái búa lên, răng mụ nghiến lại. Tiếng kèn két phát ra cùng lúc với nhát bổ cực lực. Cái búa nặng nề giáng xuống, tiếng cọp vọng ra lạnh gáy. Sau tiếng động ấy, cơn đau quằn quại trí não làm cho hộp sọ con vàng lún xuống, dòng máu đỏ lồm ọc ra, nhuộm đỏ cả một khoảng lông đầu. Con vàng mở mắt thức tỉnh mà đau đớn kêu gào, hai chi trước bám chặt thành lồng rồi lay mạnh để hòng thoát thân. Tuy nhiên giờ đây nó đã bị xiềng xích chặt trong chiếc lồng, nên chỉ biết bất lực chờ đợi móng vuốt tử thần. Mụ thủ cười lên khùng khục, cái búa đẫm máu chậm chậm giơ lên thêm một lần nữa. Rồi những tiếng cộp cộp liên tiếp vang lên, hộp sọ con vàng thủng một lỗ sau những nhát búa oan nghiệt. Máu và dịch ốc tại nơi vết thương hòa lẫn vào nhau, nhễu ra mặt nó một thứ màu đỏ hồng còn nguyên hơi ấm. Con vàng chết trong nỗi đau đớn tột cùng, hai mắt nó trợn ngược, lưỡi thè dài, biểu cảm vô cùng đau đớn. Cùng lúc đó ở bên nhà, ông Thảo đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì giật mình choàng tỉnh. Ngó quanh gian nhà im phăng phắc, ông hoảng hồn ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra đầy mặt với hơi thở nghẹn ứ trong cổ họng. Bởi lẽ ông vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Trong giấc mộng, ông thấy mình đang đứng trong cái miếu thờ âm, nơi lần đầu tiên ông tao ngộ với con vàng. Có tiếng rít phì phì vang lên ở hậu viên. Ông Thảo hoảng hốt tiến nhanh lại, và cảnh tượng kinh hoàng làm cho ông hét lên choàng tỉnh. Đó là con trăng khổng lồ năm nào đang siết chặt con vàng. Con vàng chết thẳng cẳng, đầu thủng một lỗ to, hai mắt vô hồn dõi thẳng vào mặt ông. Ông Thảo nghe tim mình đập loạn nhịp, dẫu biết đó chỉ là một cơn mơ, nhưng cái cảm giác bất an cứ như vậy dấy lên trong tâm khảm. Ông vội bước xuống khỏi giường, tiến thẳng xuống bếp, nơi có cái cót thóc hai mẹ con vàng hay nằm. Nhưng rọi đuốc vào, ông chẳng thấy tâm hơi con nào cả. Linh tính mách bảo có điều không lành, ông tiến vội ra giường sau gọi. Nhưng giường sau im ắng quá, giường chuối nằm phơi mình dưới ánh trăng, không hề lay động vì đêm nay đứng gió. Ông Thảo gọi mãi mà không thấy hai con khỉ đâu, ông đâm lo. Ông bỏ lên bậc thềm, dõi mắt nhìn ra ngoài cổng, rồi hoang mang chờ đợi. Có khi nào con vàng bỏ đi như dạo nọ, hay nó đã gặp chuyện gì chăng? Cơn ác mộng đó có phải là một điềm báo chết chóc, hay kỳ thật chỉ là giấc chiêm bao hoang đường? Ông cứ đắm chìm trong dòng tâm tưởng và nỗi bất an vô định. Nhưng ngay lúc ông đang lặng người trong nỗi lo, thì ở mé tây làng có một bóng đen khác đang dùng dục lao về. Bóng đen ấy chẳng phải thứ gì khác ngoài con Cục, con trai độc nhất của con vàng. Nửa khắc trước, khi đang lần mò trộm vàng trong buồng nhà lão lý trưởng, thốt nhiên con Cục thấy rùng mình. Một cảm giác bất an và mất mát dâng lên, làm trái tim con Cục đau nhói. Cùng với cảm giác lạ lẫm ấy, ngay từ lúc
nghe tiếng thét xé lòng vang lên trong đêm vắng tịch liêu, con cục đã dựng hết lông. Mấy nén vàng mới trộm được rơi khỏi tay. Con cục đứng khựng lại một giây, rồi nó chồm lên lao vọt qua cửa sổ và kêu thét liên hồi. Cùng với tiếng thét ngân dài ấy, con cục chạy dùng dục trên thanh xà gồ, dục phóng xuống trước sân nhà lão Lý, lao dục ra khỏi con ngõ u ám. Con cục băng qua hàng rào, chạy thục mạng sang nhà lão Bá Quyền. Nó thoăn thoắt chạy qua khoảng sân, phi thường lên lỗ thông gió, lách mình chui vào nhà. Và bên trong gian buồng lập lòe ánh đèn cầy, thảm cảnh đập vào mắt nó, làm cho con cục khựng lại. Đôi đồng tử màu đỏ như máu của nó giãn ra, hơi thở như nghẹn đặc trong cái cần cổ đầy lông lá. Bên dưới bàn, lão Bá Quyền đang ghim con dao bổ cao vào hộp sọ mẹ nó. Con dao đâm ngập cán, cứ thế rạch theo chiều kim đồng hồ. Tiếng dao thép rạch vào xương sọ, tạo thành âm thanh rồn rột. Từng tiếng ấn lạnh đến sởn tóc gáy. Chẳng mấy chốc, hộp sọ con vàng bị lật ra, để lộ mớ ốc trắng hồng, một đám nhũng bét còn thấm đẫm máu đào. Chẳng hề nhăn mặt lấy một giây, mụ thủ đón lấy cái muỗng làm bằng vàng, rồi chậm chậm xúc một muỗng ốc khỉ lên. Mụ ta đưa ngay vào miệng, rồi liêm diêm cảm nhận vị béo bùi, nhợn nhợn và tanh tưởi. Dư vị lạ lẫm ấy hòa cùng máu tanh lan ra khắp khoang miệng. Cảm giác mềm mềm ấm nóng làm mụ đê mê. Trong gian buồng sộc lên mùi máu tươi, tiếng nhẹm nhép trong khoang miệng mụ phát ra không ngừng. Ăn xong bộ ốc khỉ, mụ thủ lại vịn tay con trai rồi trở lại giường nằm. Mụ cũng chẳng thèm lau miệng, mặc cho hai bên mép còn hai vệt máu ròng ròng. Cho mẹ ngã lưng xong, lão Bá vội đi ra ngoài nhà, tiến nhanh ra căn nhà gỗ gần cổng, rồi gọi thằng Bản. Sau mấy câu căn dặn, Bản ta vân dạ, rồi đi vào buồng, cổng cái lồng gỗ đi. Lúc đi ngang qua căn nhà gỗ, nơi mình ăn ngủ, Bản tính thắp thêm cây đuốc cho sáng. Nhưng nghĩ sao lại thôi. Từ nhà lão Bá ra cái ao gần đình cũng không xa, chỉ một quãng độ hơn 600 thước. Đêm hôm tối trời thế này, lại làm việc cần sự tuyệt mật. Giờ mà trông đuốc đi, lỡ chẳng may có đứa nào nó còn thức, nó phát hiện ra thì phiền hà. Nghĩ vậy nên Bản tặc lưỡi, mở cổng, vác cái lồng trên vai mà đi như chạy. Gã đi vội lắm, vì lão Bá dặn phải hết sức bí mật và nhanh gọn. Chính vì lẽ đó, nên tên gia nô này không hay có một bóng đèn đang bám theo mình. Bóng đèn ấy truyền từ cành cây nọ sang cành cây kia. Tiếng rít trong cổ họng như loài thú hoang dính vết thương chí mạng. Và đôi mắt đỏ rực màu máu ánh lên nét hận thù tột độ. Trời đang im lìm đứng gió, thì đột nhiên chuyển mình sắp mưa. Dù bản thân là kẻ nhẫn tâm, đã bao lần ra tay giết người theo lệnh của chủ, nhưng đêm nay Bản lại thấy trong lòng dậm dột hẳn. Việc đi giữa đêm giông tố lập lòe sấm chớp vốn đã làm cho người ta sợ, vậy mà gã còn phải vác theo cái lồng gỗ, bên trong có xác con khỉ bị ăn mất não, thì kẻ cứng cỏi như Bản cũng không khỏi rùng mình. Dẫu vậy, lời chủ đã dặn thì Bản nào chẳng dám cãi. Gã hít một hơi thật sâu, rồi cắm đầu đi như chạy ra khỏi con đường tối, tuyệt không dám ngoảnh đầu lại. Hết đoạn đường âm u, với hai hàng tre xõa xuống như mái tóc ma quái, gã lại còng lưng gánh cái lồng gỗ tiến ra con đường đất dẫn đến cái ao gần đình làng. Bản không biết lúc này là mấy giờ. Sấm sét đang nổ đinh tai trên nền trời trắng đục. Mưa dần dũ như tát thẳng vào mặt gã. Gió rít dùng dục như những bàn tay vô hình níu bước chân. Con đường tắt chỉ độ 100 mét, mà sau đêm nay gã thấy dài quá, tựa như đi mãi vẫn dậm chân tại chỗ. Hòa lẫn trong tiếng phong ba rít gào, thỉnh thoảng
có tiếng kèn đám ma ở nhà nào theo gió vọng về, làm gã càng thêm rùng mình. Cái cảm giác hệt như bản thân đặt chân xuống cõi âm ti để thấy bủa dây xung quanh toàn tử khí. Dù đôi chân đã mỏi rã rời, nhưng gã nào dám dừng lại nghỉ ngơi. Tiếng gió thổi dùng dục, tiếng sấm đùng đoàn đinh tai, tiếng kèn tàu âm ỉ và tiếng hơi thở bản hồng hộc phát ra. Cái lòng sau lưng như càng lúc càng nặng hơn. Bản rùng mình vì lạnh và vì nỗi sợ hãi bất an cùng hòa chung. Đang còng lưng cõng cái lồng gỗ đi vội trong mưa, chợt bắn giật bắn mình khi nghe tiếng rít vọng tới từ sau lưng. Cùng với đó là tiếng chân đạp trên nền đất trơn trượt đang áp sát gã. Đứa nào còn ra đường giữa lúc khuya khoắt nhằm đêm mưa thế này? Là người làng? Là một kẻ lữ khách lạc đường chăng? Hay là đám trộm cắp đi ăn sương? Hàng tá câu hỏi xoáy trong đầu tên gia nô xảo quyệt. Bản định quay lại nhìn, nhưng nhớ lời lão bá đã dặn dò. Mày phải đi thẳng, đi một mạch và cấm chỉ quay đầu lại. Tao đi sau kiểm tra, mày mà trái ý thì tao cắt tiền công năm nay đó. Lão bá chỉ dọa thế thôi, chứ cha dạy gì mà đi theo. Nhưng bản ngô nghê coi lời đó là thật. Gã nghiến răng đi tiếp vì tưởng đó là tiếng chân của chủ mình. Nhưng càng lúc tiếng rít sau lưng lại càng to, khiến gã nửa tò mò, nửa kinh sợ. Rồi trong một thoáng, bản bất giác quay người lại theo phản xạ, thì cảm nhận sau lưng có một bàn tay vô hình vừa túm tóc gã giật mạnh. Cái cảm giác đau nhói là thật, chứ chẳng phải mơ. Nhưng đổi lại thì gã chẳng thấy ai, chỉ có con đường mòn u tối sau lưng với đám cỏ dại đổ nghiêng ngả vì mưa gió và rặng tre gai đang quằn mình kêu lên có két. Bản bắt đầu thấy sợ. Gã xốc cái lồng, cắm đầu đi như chạy. Tiếng gió dùng dục kết hợp rặng tre kẹo kẹt quằn mình tạo thành thứ âm thanh ma quái. Một luồng gió lạnh xộc thẳng vào gáy làm gã rùng mình thêm. Và trong khi cuốn, mắt đang ngó lại sau canh chừng, chợt bắn dấp phải một cục đá rồi ngã lăn ra đường. Cái lồng sau lưng lăn lông lốc ra đất. Bản hoảng hốt lồm cồm đứng dậy, nhưng chưa kịp định thần thì một bóng đen từ trong bụi rậm phi tới ôm chặt lấy cổ gã. Bản chớ giới khi cảm nhận gò má mình bị cào rách. Cơn đau xộc lên tận não làm gã rú lên trong đau đớn. Gã liền túm lấy thứ quái đản đang cào xé mặt mình rồi giật ra. Một mảng da thịt theo đó mà bị xé nát. Bản loạn choạng lùi lại sau, mất đà, rồi gã xuống hố đất sâu cạnh đó. Một cây gỗ nhọn hoắt cắm dưới hố vô tình đâm thủng bụng gã. Máu tươi cũng từ đó phun ra ồng ộc. Gã chết ngửa bụng trên cái cọc gỗ nghiệt quang, với đôi mắt trợn trừng và gương mặt bị cào nát bét. Bản đi một khắc sau, ông Thảo đang ngồi âu sầu ở bàn uống nước thì thấy con Cục lao dục vào nhà. Toàn thân con Cục ướt sũng nước mưa, bộ dạng hốt hoảng khác hẳn ngày thường. Nó lao lên bàn, túm lấy áo ông rồi kéo mạnh, đoạn lại lao thân ra màn mưa với điệu bộ vô cùng gấp gáp. Chưa bao giờ thấy con Cục bày ra cái bộ dạng này. Linh tính mách bảo có điềm gỡ. Ông Thảo hấp tấp chạy vội ra sân. Ông đội mưa lao theo con Cục. Trong trăm ngàn tiếng sấm sét rền vang, dưới màn mưa như tát nước. Một người một vật đuổi theo sau sát nút. Và trên con đường u ám đó, ông Thảo rú lên, quỳ xuống khóc lóc vật vã vì thảm cảnh trước mặt. Ông bò lết lại, nước mắt tuôn trào hòa cùng với nước mưa, rồi nhanh chóng gỡ con vàng ra khỏi cái lồng gỗ. Ông ôm cái xác vô hồn ấy vào lòng, hết xoa lên mặt, lại nắm lấy tứ chi. Tiếng gào khản đặc át cả tiếng sấm trời, mặc cho màn mưa ầm ầm
Ông bế thốc cái xác lên tay, lão đảo đi về nhà, dứt cõi lòng tan nát. Đứng lù lù trên một mồ đất thấp, con cục theo dõi hành động của chủ mình. Thấy chủ ôm xác mẹ mình đi, con cục chợt đứng bật dậy, đôi đồng tử màu đỏ chợt giãn ra. Nó kêu thét lên, lau dục về hướng đình làng. Thấy ông Từ gác đình đang ngủ, con cục phi thân vào trong đình qua lối cửa sổ. Nó chộp lấy thanh mã tấu rồi lẻn nhanh ra theo lối cũ, chạy thục mạng đến nhà lão bá. Bên trong gian buồng u tối và đèn đóm đã tắt lụi, mụ thủ đang thiêm thiếp trong giấc ngủ. Khuôn miệng mụ hơi hé ra, để lộ hàm răng đen xì khỏi bờ môi thâm. Và từ chỗ đó, mùi tanh tưởi thối thối phả ra nồng nặc. Bữa ốc khỉ hồi nãy hình như vẫn còn làm cho mụ thòm thèm, nên đôi lúc khuôn miệng mụ vẫn nhóp nhép cả trong lúc ngủ. Đang ngủ ngon lành thì đột nhiên mụ thủ mở choàng mắt vì nghe tiếng nước nhỏ giọt rơi tông tổng. Tiếng nước càng lúc càng phát ra lớn hơn. Từ khi mụ bệnh thì hằng đêm cứ vào tầm giờ này là con sen sẽ từ nhà dưới vào buồng để đổ bô nước giải. Mụ thủ đoán chừng là vậy nên chẳng màng quan tâm nữa. Mụ trở mình nằm nghiêng, quay mặt ra hướng cửa sổ, tiếp tục nhắm mắt, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ. Nhưng lạ thay, tiếng nước có tông tổng nhỏ giọt ngay cạnh đầu giường. Mụ thấy lạ vì con sen đêm nay làm gì cứ đứng mãi ở đó. Mụ hỏi bằng cái giọng hách dịch. Sen, mày còn không đem bô nước giải đổ đi, đừng đo hoài làm tao mất giấc. Lời vừa nói xong, mụ chợt nghe tiếng mùng bị dán lên nhà nhẹ. Cùng với đó, tấm nệm khẽ lúng xuống như bị ấn một lực. Thấy lạ, mụ trở mình rồi hé hé mắt ra nhìn. Một ánh chớp lóe lên, soi rọi cả căn buồng. Và trong một phút giây ngắn ngủi đó, mụ khiếp đảm khi thấy một con khỉ lông đen, toàn thân ướt sũng với đôi mắt đỏ ngầu, đang đứng lù lù ở trên giường. Con khỉ nhìn mụ với con mắt trừng trừng. Hai tay của nó đang cầm một con mã tấu sáng loáng giơ lên sau gáy. Mụ sợ đến độ không phát ra thành lời, mà chỉ ú ớ được vài tiếng, thì ngay lập tức thanh mã tấu đã chém mạnh xuống. Vết chém mang theo sự thù hận, làm đứt lìa cổ mụ. Cái đầu lăn lông lốc vào góc giường, máu tươi phun thành dòng, biến tấm nệm màu trắng nhuộm một màu đỏ chết chóc. Ở bên kia buồng, khi lão bá Quyền cùng bà vợ hai vẫn đang nằm trên giường, thì lão Quyền cảm thấy nóng ruột, bởi lão đang đợi thằng Gia Nô quay về báo tin. Vậy mà đã hai khắc trôi qua vẫn chưa thấy tầm hơi nó. Vì vậy lão bèn trở ra ngoài nhà, rồi ngồi dõi mắt qua sông cửa chờ đợi. Ngồi một hồi thấy cổ họng khô khan, lão vớ lấy cái tích nước trà tính rót nước ra uống một ngụm. Nhưng khi đưa tay cầm lấy thì đột nhiên cảm thấy rất lạ vì độ nặng, đã vậy còn dính nhôm nhớp thứ gì đó có mùi tanh tanh như máu. Tưởng rằng là máu của con khỉ ban nãy vẫn còn bám lấy đôi tay, lão vội đứng dậy tính tìm cái dẻ lao. Nhưng khi vừa đứng lên thì một ánh chớp chói lòa kéo theo tiếng sấm nổ đinh tai. Và ngay giây phút đó, lão bá khiếp đảm thét lên, ngã vật ra sau, lăn đùng ra ngất xỉu. Vì qua ánh chớp sáng lòa ấy, lão nhận ra đó không phải là cái bình tích bằng sứ mà thường ngày đựng trà, mà đó là cái đầu của mẹ lão. Hai mắt mụ thủ mở trừng trừng, miệng đã bị rạch toạc tới mang tai, và mấy cái răng đã bị bẻ gãy hết. Tiếng thét xé lòng của lão bá bị tiếng sấm trời át đi nên chẳng một ai hay biết. Cho đến sáng, mụ vợ hai hoảng hốt vùng dậy khi nghe tiếng Gia Nô rú lên thất thanh bên ngoài.
Mụ khoác vội cái manh áo rồi đi chân trần ra xem. Ra đến hiền đã thấy lố nhố bên ngoài, rất nhiều người đứng bàn tán chỉ trỏ. Mụ vội vã đi ra, và ngay lập tức mụ gặp bụng ói mửa khi thấy hai cái đầu lâu. Một là của chồng mụ và một của mẹ chồng đang treo lủng lẳng trên cổng. Đám già nô vừa gào khóc vừa dìu mụ vào nhà. Và khi đặt chân đến trong nhà, đám ấy rợn người khi ngửi thấy mùi máu tanh xộc ra ở buồng. Đám ấy đụng đẩy nhau vào kiểm tra, và sau đó cả đám gào thét thì nhau chạy ra sân, bỏ mặc cả chủ trong nhà. Vì bên trong buồng, hai cái xác cục đầu của mẹ con mụ thủ đang gục vào cái bàn gỗ. Trong cần cổ hai mẹ con đều cắm hai cái muỗng bằng vàng thấm đẫm máu. Về phần ông Thạo, sau khi đem xác con vàng về, ông thương cảm đem chôn xác nó ở khoảng đất trước nhà, rồi lập một cây hương thờ tự. Sau cái chết của con vàng, con cục cũng bỏ đi biền biệt, còn lại ông Thạo lủi thủi một thân một mình. Bẵng đi một năm sau, căn nhà của lão Bá Quyền đã bỏ hoang vì không ai dám ở. Cờ ngời mà mẹ con lão dày công gầy dựng từ xương máu của dân làng đã bị hai mụ vợ sâu xé tan tành. Dân làng thì hả hê ra mặt. Và cũng trong năm đó, con cục lù lù quay về. Lần này nó đưa theo một con khỉ cái cùng một con khỉ con bụ bẫm. Chứng kiến ba con khỉ tinh khôn quấn quýt lấy mình, lại thấy ba con vật này quỳ trước cây hương và vái lạy, ông Thạo thương cảm chảy hai hàng nước mắt. Vậy là từ đó gia đình con cục ở lại với ông Thạo. Nếu như chủ mình được dân làng trọng vọng, sống trong tình cảm đầm ấm của xóm giềng, thì con cục cũng vậy. Ngày ngày nó quanh quẩn bên ông Thạo cùng vợ con. Thời gian sau đó, nó cũng bỏ hẳn cái thói ăn cắp vặt năm nào. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Con khỉ báo thù của tác giả An Yên, một câu chuyện cũng đầy tính nhân văn phải không ạ? Quý khán thính giả có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này, xin hãy để lại một bình luận ở phần video nhé. Thì cảm ơn quý bà con đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khán thính giả ở những câu chuyện tiếp theo. Chúc quý khán thính giả ngủ ngon.